Hi hi hi, xin chào tất cả các bạn là độc giả cũng như là người đang theo dõi clip này của Tú, và xin chào showbiz.vn. Và rất vui ngày hôm nay Tú đã đứng ở đây và chia sẻ với mọi người. Đây là một tác phẩm mà Tú vừa release trên thị trường luôn. Nó rất sôi động và nó đúng với cả cái ý nghĩa của chương trình. Tú nghĩ rằng cái nguồn năng lượng này sẽ là một cái nguồn năng lượng lan tỏa cho tất cả các bạn đang ở đây cũng như các bạn đang coi livestream, thì mình nghĩ bài hát nó sẽ đến gần được với mọi người hơn, kiểu thế. Tú chưa đứng cho nên là Tú chưa biết là Tú có áp lực hay không, nhưng mà Tú nghĩ rằng chắc chắn là mình cũng sẽ tâm lý thôi. Nhưng mà cái tâm lý này ấy, mình cảm thấy là mình sẽ cảm thấy may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì mình là một người đàn ông, mình được đứng cùng với các người đẹp là điều may mắn đối với mình rồi. Vừa đẹp, vừa thông minh, vừa giỏi giang, xong ngồi ở một cái sân khấu cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ nữa, thì còn nói gì nữa. Mình cảm thấy rất là vui khi mình đứng ở trên sân khấu này cùng với tất cả mọi người. Cái vấn đề gian truân này thì thường thường Tú thấy là ai cũng phải trải qua thôi. Không cứ gì là Tú, không cứ gì là nghệ thuật, mà tất cả các ngành nghề đều như vậy. Mình trưởng thành thì mình phải có những cái bài học, mình trưởng thành thì mình cũng phải có những cái cố gắng từng ngày, nỗ lực từng ngày, từng ngày. Và cái điều là mình luôn luôn đứng lên, mình không được dừng lại, cái đấy là cái điều quan trọng. Thì Tú nghĩ là mình cũng đã làm được khá là nhiều thứ kể từ 2017 cho tới 2023. Và mình mong rằng mình vẫn giữ cái ngọn lửa nhiệt đấy, mình vẫn giữ cái tinh thần đấy, và mình vẫn đam mê cái nghề của mình vẫn yêu cái nghề của mình. Mình yêu ca hát như kiểu là mình không thể nào mà thiếu oxy đấy mọi người. Thế cho nên là mình nghĩ cái điều có gian truân này, có vất vả này, và chúng ta vẫn phải luôn luôn có cố gắng và nỗ lực ở đấy nữa. Tôi nghĩ là thế, ai cũng thế thôi mà nhất là con trai đúng không ạ? Tú cũng mới đăng quang cách đây khoảng tầm được gần 2 tuần thôi. Nên nhịp sống thì đang xung quanh là phỏng vấn này, rồi cảm ơn tất cả các anh chị, những người ân nhân, rồi cảm ơn khán giả đã yêu thương mình suốt một quãng đường dài như thế. Và bên cạnh đó thì mình cũng có nhận một vài show, nhưng mình không tham nhận show nhiều. Bởi vì đối với mình, việc nhận show nhiều bây giờ nó đang làm cho mình bị quá tải. Và mình đang dành cho những sản phẩm mới, những sản phẩm mà theo cá nhân mình là nó sẽ rất là vui vẻ. Bởi vì ở The Masked Singer mình cũng đã thể hiện những bài ballad rất là nhẹ nhàng, rất là hơi buồn nha. Đúng rồi, nói chung là cũng may mắn, ơn trên thương mình thì cát xê mình cũng cao hơn so với ngày trước. Nhưng mà cá nhân của Tú thì Tú cũng nói với cả công ty rồi, Tú bảo là thực ra thì mình cũng có thể nhận show với cái giá cát xê cao hơn nữa, nhưng mà mình không quá tham đâu. Mình nhận cao hơn vừa vừa thôi, để cho các bà con này, cho khán giả này, cho mọi người yêu thương mình ở những cái vùng xa ấy, có thì có điều kiện mà coi mình hát. Bởi vì không phải chỗ nào cũng có nhiều tiền để mà book ca sĩ được. Người ta cũng phải trang trải cái này cái kia. Có những cái công ty mà người ta muốn book mình mà giá cao quá người ta không book được. Thế là thôi, các anh chị nào là công nhân viên chức này, hoặc là thậm chí là cô chú rồi làm trong ngành nghề này, rồi các bạn công nhân này, không thể nào mà nghe mình hát được. Thế cho nên là mình có lên giá, nhưng mà mình không lấy cái giá quá cao để cho phù hợp với tất cả các bà con, nhất là những người ở xa. Đó, Tú nghĩ là mình sẽ chấp nhận thôi. Bởi vì mình đã ra thì mình phải chấp nhận. Bởi vì mình thích nó, mình yêu nó, và mình cảm thấy cái nguồn năng lượng nó tích cực ấy, nên mình mới quyết định là ra. Và mình đã có cái mục đích và mục tiêu rồi, nên dù bài vở có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn thoải mái, mình vẫn thấy đó là một đứa con tinh thần của Tú. Và Tú không vì là hiện tại bây giờ lượng view nó đang khá là thấp mà mình phải lo lắng, mà mình buồn. Mình cảm thấy nó là một cái tinh thần, và mình cứ thế mà mình làm thôi. Và cũng may mắn, trộm vía là MV, à không, cái đấy cũng không phải MV, mà chỉ là lyric thôi. Ok, và trộm vía là lyric video 1/2 của Tú đã đạt top 18 thịnh hành rồi. Cũng may mắn, đang nhoi nhoi dần dần, cứ từ mọi người ạ. Và mong là mọi người có coi cái video này, clip này của Tú, thì mọi người nghe nhá, mọi người nghe và mọi người ủng hộ Tú nhá. Chỉ đơn giản thế thôi. Còn dự định trong tương lai thì mình sẽ làm nhiều, mình hứa là mình sẽ làm nhiều, bởi vì khán giả đã thương mình như thế cơ mà. Cái điều mình bây giờ mình làm, mình cần làm nhất đó là mang ra những cái sản phẩm chất lượng đến với người nghe là được, đúng không? Năm 2023 đó là một cái năm mà Tú thấy Tú được nhiều may mắn từ khán giả cho Tú, từ những ân nhân giúp đỡ Tú, từ anh em bạn bè, và chính từ Tú nữa. Và Tú cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Đó là một năm ý nghĩa, là một năm khởi sắc của Tú, là một cột mốc son của Tú qua nhiều chương trình, và mạnh nhất vẫn là The Masked Singer 2023. Đó là một cột mốc son mà Tú không bao giờ có thể quên được. Cái tiếc nuối lớn nhất của mình đó chính là mình chưa làm được hết khả năng của mình. Mình phải làm được nhiều hơn thế nữa.
Và năm 2024 đổ đi, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Các bạn chờ mình và hãy bên cạnh mình nhá. Yêu các bạn rất nhiều.